Các bạn đang xem trên kênh Dương Lạng Sơn Vlog, kênh ẩm thực đời sống con người. Gần cân cho hẳn cân chứ. Quay xa xa một chút các bạn, ở gần thì nó hay bắn quá. Cho các bác xem. Không phải đâu, bôi thêm lần nữa không ạ? Này bôi nhiều mật ong quá, cháy. Đấy. Đây là ba chỉ nha, giải ba. Giải ba chỉ này các bác. Đấy, ba chỉ. Lợn quay đây, đấy. Nướng sắp xong rồi các bạn. Ba chỉ. Chặt vuông quá nhỉ. Chặt ba chỉ vuông quá. Mới. Giải dài mới đẹp. Chặt vuông đét. Như kiểu kho tàu thôi. Lấy lấy. Đây nha, xong rồi nha các bác nha. Đấy, cho nước chấm là ok. Đấy. Cho lá mắc mật vào.